Sao không chịu ăn cơm đi? Ngồi cái tướng giống như mới vừa bị giật nợ vậy mày. Ăn cái gì mà ăn? Ông nhìn đi. Hả? Còn cái chó gì đâu mà ăn. Ê, mày nói chuyện cho đàng hoàng nha con kia. Đàng hoàng gì? Bây giờ mày muốn ăn cái gì? Nói, tao biết tao đi mua cho. Vậy ý ông bây giờ là muốn ăn cái gì thì nói cho ông biết ông đi mua đúng không? Thì cứ nói đi, mày dài dòng quá. Dài dòng gì mà dài dòng? Từ sáng tới giờ có cái gì bỏ vô bụng đâu. Từ nãy giờ tôi coi hoài mà tao không thấy con chó nào xuất hiện, toàn con mèo với con chuột không vậy tụi bay. Anh Lu cứ từ từ, để con mèo nó chơi con chuột cứ chịch lại con mèo xong rồi nó mới xuất hiện con chó. Trời ơi, tao chờ tụi nó chịch, tụi nó chơi 2 tiếng đồng hồ hơn mà chưa xuất hiện con chó nữa là sao? Coi hai con này cũng chán muốn chết luôn nha. Tôi còn chán hơn nè, hai má có để yên cho tôi coi không? Tụi ngạo quá. Đợi xíu đi, khoảng 10 phút nữa là con ăn được cái cây của nó à. Ủa mà sao kỳ vậy? Sao không ăn đi, tự nhiên để cái kem trên cái mũi người ta chi vậy? Nè, bà đang thử thách con đó. Cuộc sống ở xã hội phức tạp lắm, phải tìm đủ mọi cách để lăn lộn đối phó với cuộc sống này, đôi khi còn phải biết chịu đựng nữa. Ủa vậy liên quan gì tới con tự nhiên bắt con chịu đựng? Thì ba đang tập cái tính chịu đựng cho con á. Mỗi khi con có bị thất bại hay gục ngã vấp ngã chuyện gì á, cũng phải giữ vững ý chí của mình, kiên cường lên, có biết chưa? Mọi chuyện gì cũng có thể kiên cường được, nhưng mà chuyện ăn uống có thể bỏ qua được không? Thôi dẹp mẹ đi.